với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, âm nhạc có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và học tập. Và để bắt đầu giờ học ngày hôm nay, cô xin gửi tặng em một bài hát. Và rất mong sau khi nghe xong bài hát, em hãy dự đoán xem bài hát trên ca ngợi nhân vật lịch sử nào. Xin mời các em cùng lắng nghe. Xuất hiện thêm những tầng lớp mới. Em và về mặt xã hội,
triều đại phong kiến phương Bắc. Thế còn về mặt văn hóa có những cái biến chuyển như thế nào trong nước ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6 chúng ta thường tìm hiểu sang phần B. Sự biến đổi về mặt văn hóa. Chưa có cách gì có thể dẹp được.
Vì vậy thiên ta đã nghĩ ra cách là xăm mình để đuổi các loài thủy quái đó. Thế còn tục bánh chưng bánh dày thì như thế vẫn còn tồn tại đến tận ngày hôm nay, đúng không? Tục ăn trầu vẫn còn tồn tại. Nhưng chúng ta vẫn giữ được phong tục tập quán của mình. Vậy vì sao người Việt trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc vẫn giữ được những phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên mình? Cái nào? Đó là bởi vì sao? Trường học được mở ra nhưng chỉ có tầng lớp thống trị mới được đi học, còn tuyệt đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ không được đi học. Vì vậy mà họ vẫn giữ được cái phong tục tập quán tiếng nói của tổ tiên mình. Và nguyên nhân thứ hai là rất quan trọng, đó là do những phong tục tập quán tiếng nói của tổ tiên đã được hình thành, xác định vững chắc, tạo nên cái đặc trưng bản sắc dân tộc Việt và có sức sống bất diệt. Các em thân mến, trong thời đại hiện nay chúng ta đang hòa nhập với thế giới, cô rất mong rằng các em sẽ luôn luôn giữ được những cái bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta để gì ạ? Chúng ta hòa nhập nhưng không hòa tan. Chúng ta đã vừa tìm hiểu xong phần 1 và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo về dưới ép cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc có một cuộc khởi nghĩa đã nổ ra vào thế kỷ thứ 3. Và các danh sử sách đó chính là cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa này. Đúng, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Bà Triệu. Vậy Bà Triệu
một hào trưởng lớn ở miền đất Quan Yên thuộc quận Thủy Chân, nay thuộc Thanh Hóa. Và các em nhớ rằng chính tầng lớp hào trưởng địa phương này là một trong những lực lượng lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa. Năm 19 tuổi, bà đã cùng anh trai tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa, mài hương, luyện võ và chuẩn bị khởi nghĩa. Đó là toàn bộ thông tin về bà Triệu. Vậy bà Triệu có những phẩm chất như thế nào? Các em cùng quan sát tiếp nhé. Còn mời các em hãy theo dõi một đoạn video về bà Triệu thu phục con voi trắng một ngà. Và sau khi xem xong, em hãy nêu suy nghĩ của em về bà Triệu nhé. Không thể để con đúng hoa để bán lại được nữa. Kiểu một, để con gọi những người giúp đỡ. Có rất nhiều bạn ý kiến đúng không? Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là
Mà tại khu vực Thanh Hóa đã diễn ra rất nhiều cuộc đấu giao tranh giữa quân của bà Triệu với quân của Lục Dận. Bà Triệu thì Minh Nguyễn Vân vô cùng gan dạ, dũng cảm và đã chiến thắng trên 30 trận lớn nhỏ của quân giặc. Nhận thấy không thể tiêu diệt được quân ta, Lục Dận đã tìm nhiều cách vừa đánh vừa tìm kế ly gián quân ta. Và cuối cùng trong một trận đấu vô cùng ác liệt, bà Triệu đã hy sinh tại núi Tùng, Thanh Hóa vào năm 248. Khi ấy bà mới có 22 tuổi. Tuy cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng nó có một ý nghĩa rất quan trọng đối với lịch sử dân tộc chúng ta. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.